Không. Không. Xin chào. Cậu đang làm gì với chúng thế? Ngựa cũng thích sô-cô-la. Mình phải kiểm tra nhà bếp xem. Emily, là cậu à? Ôi xin lỗi. Làm miếng hem. Còn mỗi một cái thôi á. Nhận đi mà. Không, đừng. Thì ra là mơ thôi. Hình như mình chẳng nhìn được mồm cậu ấy. Các bé sô-cô-la ngọt ngào của mình an toàn rồi. Khoan, không thể nào. Mất hết ráo rồi. Emily, cậu ăn hết sô-cô-la của tớ. Cậu biết đó là của tớ mà, tên trộm này. Tớ không tin được cậu. Này, có để cho người khác ngủ không hả? Được rồi, tớ sẽ xử lý các cậu một lần và mãi mãi. Sô-cô-la. Tớ biết chính xác hai cậu cần cái gì rồi. Hình như chúng ta đã nghĩ ra thử thách mới rồi nè. Bóng đèn. Cái này trông kỳ kỳ thế. Có thể là do nó được làm bằng sô-cô-la ấy. Xem nào. Là sô-cô-la đó nha. Không biết bóng đèn của mình có ngon không ha. Wow. Cậu thực sự làm bừng sáng căn phòng đấy, Emily. Đúng rồi đó. Đột nhiên, sô-cô-la không thú vị nữa. Có gì xảy ra không? Hình như cậu không có thiên phú rồi. Thế còn cái này thì sao? Wow! Như mùi cái gì bị cháy ấy. Wow, cậu đang cháy đó Hana. Tớ lấy cái này nhé. Sang vòng tiếp theo nào. Mở ra thôi. Dụng cụ chơi golf à? Nhưng được làm từ sô-cô-la nguyên chất. Bên tớ cũng là sô-cô-la phải không? Ôi trời, không phải rồi. Hay là nếm thử đi nào. Kìa, nó cứng quá. Nhưng vị thì tuyệt vời. Giờ sao ta? Món bên tớ cứng lắm. Biết rồi. Đến lúc luyện tập chơi golf rồi. Được rồi. Vào lỗ chỉ với một gậy thôi nhé. Và boom. Đẹp. Một cú đánh quá đẹp. Vòng này thì mở của nhau nhé. Nhựa và sô-cô-la. Yum. Đúng là một thanh sô-cô-la dễ thương. Trời ơi. Miếng đầu tiên luôn ngon nhất. Giờ mình phải làm gì đây? Với đống tiền này, chị sẽ khuynh đảo cái trung tâm mua sắm kia. Sang chảnh đâu khó. Miễn là có nhiều tiền để tiêu xài. Quá là tuyệt luôn. Wow, alo, Emily ơi. Không biết hạn mức của cái thẻ này nhiều không ta? Với ngần ấy tiền, mình muốn đắp trang sức xịn lên người ghê. Thấy mấy cái nhẫn chưa? Của tớ hết đó. Wow. Cái miếng nhựa này đánh thắng sô-cô-la rồi. Này. Thôi mà, tớ có thể dùng nó để mua sắm mà. Không. Chà, có vẻ như hôm nay không ai đi mua sắm được rồi. Thế có ai muốn ăn sô-cô-la không nè? 1, 2, 3. Kéo cắt giấy nhé cái ơi. Wow, đồ làm tóc bằng sô-cô-la. Trông giống như bạc thật ghê. Nhìn hay quá nhỉ. Kéo thật.
của tớ xịn hơn nhiều. Xịn hơn nhiều nhiều luôn ấy chứ. Ai muốn tỉa tóc tí không? Thực ra, đuôi tóc của mình cũng cần tỉa lại một chút. Cẩn thận đấy, đừng tỉa nhiều quá. Ai mà biết mình có thể cắt như thợ chuyên nghiệp chứ? Ai mà biết cái luộc sô-cô-la lại ngon thế này cơ chứ? Emily! Chờ chút, sắp xong rồi. Thấy sao? Cũng được, em... Không! Jeez, tôi muốn giúp thôi mà. Suýt chết. 1, 2, 3, mở! Hả? Tớ phải làm gì với cái này đây? Có vẻ như miệng tớ biến thành cổng USB mới rồi. Còn chần chờ gì Hana? Nếm thử đi nào. Oh yeah, ngon lành. Này, tớ biết phải làm gì. Xem thử bên trong có gì nhé. Ui cha, Hana à? Cậu ấy chụp hình với miếng bìa có hình Kevin à? Hana. Sao cậu lại có chúng chứ hả? Lấy nó ra ngay đi. Cái đó là cho vở kịch tớ đang viết thôi. May thật. Cậu sẽ là của tớ. Sớm thôi, Kev. Chẳng có gì ở đây hết. Chỉ là hai cô gái đang tán chuyện thôi à. Tớ chẳng thể ngửi thấy cái gì cả. Phô mai. Phô mai Thụy Sĩ, món yêu thích của tớ. Cậu cũng nhận được phô mai chứ, Emily? Khoan đã, đâu có giống nhau được đâu nhỉ. Tớ có thể bảo nó như phô mát bình thường nè. Của tớ thì không được. Và hình như tớ biết tại sao rồi. Vì nó là sô-cô-la sữa. Cái nào ngon hơn, sô-cô-la hay phô mai? Chà, còn tùy vào cách sử dụng nữa. Alo, cho chị một phần như bình thường nha. Cảm ơn em, tạm biệt. Giờ thì mình phải bào nó thôi. Emily cũng đang chuyển sang ăn đồ bào rồi. Wow, cậu đúng là nghệ sĩ bào đồ đó. Cậu đợi ai hả? 12 đô rưỡi nhé. Nếu muốn ăn phô mát, hãy ăn cho đúng cách. Chính là mì ý kèm sốt đó mày bé. Wow, hơi bị nhiều phô mát quá rồi Hana. Bắt đầu hơi nhầy nhụa rồi á. Nhưng mùi vị thì tuyệt vời lắm á. Vào mồm chị nào bé phô mai ngon lành ơi. Tớ cắn miếng hơi to một chút. Cái này hơi mùi nên thôi tớ né đây. Bên kia bàn đang có chuyện gì vậy ta? Ở bên đó luôn đi nha. Mở ra thôi nào. Dao cắt sô-cô-la hả ta? Tớ chưa bao giờ thấy cái gì giống thế cả. Wow, không biết tớ có gì ha. Một cái dao cạo râu. Cái thứ này có gì đặc biệt à? Rõ ràng tớ thắng vòng này rồi. Tớ đoán mình có thể dùng một cái mới. Emily, cậu đang cạo râu thật đấy à? Như thế thì tớ không cần phải wax nữa. Lan lên má mất rồi kìa. Không sao, là kem tươi đó. Nhìn nè. À, biết rồi nha. Ai lại cần cái này chứ? Tớ sẽ nuốt thẳng cái này luôn. Oh yeah. Còn ngon hơn cả sô-cô-la nữa. Vòng này quả là ngọt ngào mà. Ai trước đây? Này. Để quyết định thì tung đồng xu thôi. Mặt ngửa.
và mặt ngửa xuất hiện, hình như là lần đầu Hana mở trước. Xem này. Và Emily cũng có một đồng xu nữa. Có gì đó khăng khác này. Có lẽ vì nó ăn được. Không, của cậu là hàng thật ý, Hana. Gớm. Còn cái của Emily ngon quá đi. Không công bằng. Ồ, xin lỗi nha gái. Cho cậu cái này nè. Ê, giờ thì tớ bước gần tới cái xe hơi mới hơn rồi. Giờ là 2 bước. Cậu ấy sẽ cần nhiều hơn thế nữa. Các bạn đã bao giờ chơi thử thách sô-cô-la chưa? Hãy chia sẻ video này với bạn bè của các bạn và đừng quên đăng ký theo dõi trang YouTube 123Go Challenge để không bao giờ bỏ lỡ những nội dung tuyệt vời của chúng tớ nhé!